Tôi chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web olomer.vn. Dựa theo bộ sách cánh diều, ở các bài giảng trước, chúng mình đã được tìm hiểu về cách thực hiện phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000. Trong bài ngày hôm nay, cô hướng dẫn các con thực hiện phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000. Trước tiên, chúng mình hãy tìm xương cho các chú cún bằng cách nối các phép tính với kết quả thích hợp. Chúng ta đã biết cách tính nhẩm phép trừ các số tròn trục trong phạm vi 100 rồi. Cô khen các con, chúng mình có thể tìm được như sau. 90 trừ đi 50 sẽ bằng 40, 50 trừ 30 bằng 20 và 80 trừ 20 bằng 60 đúng không nào? Đây là một hoạt động để giúp các con có thể nhớ lại cách tính nhầm phép trừ. Ngay bây giờ cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu về cách đặt tính phép trừ số có 3 chữ số cho số có 3 chữ số. Trước tiên, các con hãy xem bức tranh sau. Ở đây là một đồng cỏ và có hai bạn, bạn hươu cao cổ và bạn voi. Bạn hươu nói rằng: "Tôi cao 587 cm." Còn bạn voi thì nói rằng tôi thấp hơn bạn 256cm. Vậy bây giờ, nếu cô muốn tính chiều cao của bạn voi thì cô cần phải thực hiện phép tính gì? Rất chính xác, khi đó cô cần phải thực hiện phép tính trừ 587 trừ đi 256. Vậy cách đặt tính phép trừ này như thế nào? Đầu tiên các con sẽ đặt tính như sau ta viết số bị trừ 587, sau đó viết số trừ 265. Chú ý các chữ số ở cùng một hàng sẽ phải thẳng cột với nhau. Nguyên tắc này các con luôn luôn phải làm đúng. Sau đó ta viết dấu trừ và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng, rồi trừ lần lượt từ phải qua trái. 7 trừ 5 bằng 2, ta viết 2. 8 trừ 6 bằng 2, ta cũng viết 2. 5 trừ 2 bằng 3, ta viết 3. Vậy là 587 trừ đi 265 sẽ bằng 322. Đó là cách đặt tính phép trừ như thế này. Cô nhắc lại ta viết số bị trừ trước, số trừ sau, sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Ta viết dấu trừ, dấu gạch ngang, rồi thực hiện tính lần lượt từ phải qua trái. Ngay bây giờ các con hãy cùng làm bài tập. Bài đầu tiên tính các phép trừ dưới đây. Cô khen chúng mình, ta sẽ tính như sau. 6 trừ 1 bằng 5 viết 5. 5 trừ 0 bằng 5 viết 5. Và 8 trừ 4 thì bằng 4 viết 4. Hay ở phép tính thứ hai 4 trừ 0 sẽ bằng 4 viết 4. 6 trừ 1 bằng 5 viết 5. 3 trừ 3 bằng 0 nhưng chúng ta sẽ không cần phải viết số 0 này mà để nguyên như thế này. Với trường hợp này thì các con không cần phải viết chữ số 0 nữa, kết quả ở đây là 54. Cô nhắc lại là nếu kết quả có chữ số 0 ở ngoài cùng bên tay trái thì chúng ta không cần phải viết chữ số 0 đó. Tới bài thứ hai hãy đặt tính rồi tính hai phép trừ sau. Cô khen chúng mình, trước tiên cô viết 625, sau đó viết 110 sao cho các chữ số ở cùng một hàng phải thẳng cột với nhau. Sau đó ta viết dấu trừ và dấu gạch ngang rồi trừ lần lượt từ phải qua trái. 5 trừ 0 bằng 5 viết 5. 2 trừ 1 bằng 1 viết 1. Và 6 trừ 1 bằng 5 viết 5. Kết quả là 515. Hay ở phép tính thứ hai chúng ta cũng có thể tính được kết quả của phép trừ này là 200. Bài thứ ba cô hướng dẫn các con cách tính nhầm phép cộng và phép trừ các số tròn trăm. Đầu tiên là phép cộng. 700 cộng với 100, các con sẽ nhầm 7 cộng 1 bằng 8, vậy thì 700 cộng 100 sẽ bằng 800 và như vậy ta có kết quả như thế này. Phép trừ cũng hoàn toàn như thế. 800 trừ đi 100 thì chúng ta sẽ nhầm 8 trừ 1 bằng 7, như vậy 800 trừ 100 sẽ bằng 700. Tương tự thế này, các con hãy làm bài tập sau. Rất chính xác. Như vậy ở bài ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các con cách đặt tính phép trừ số có 3 chữ số cho số có 3 chữ số. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để có thể củng cố kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.